bốn loại nước ép giúp giảm cholesterol trong máu. Bên cạnh dùng thuốc thì chế độ ăn cũng rất cần thiết giúp kiểm soát cholesterol. Uống thường xuyên một số loại nước ép thực vật có thể giảm nồng độ cholesterol. Dưới đây là những loại nước ép có thể giúp kiểm soát cholesterol hiệu quả. Thứ nhất là củ dền. Củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol, không những có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim, giảm viêm mà còn làm giảm mức cholesterol xấu, trong khi tăng cholesterol tốt. Củ dền chứa betanin, một chất tạo nên màu đỏ đậm đặc trưng của loại thực vật này. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy betanin có thể tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể, không chỉ cải thiện chức năng tim mạch mà còn làm giảm mức cholesterol toàn phần trong huyết tương. Thứ hai là việt quất. Trái việt quất được xem là siêu thực phẩm vì có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, trong đó chất chống oxy hóa anthocyanin là chất kháng viêm tự nhiên bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như là bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Ngoài ra, việt quất cũng chứa phytosterol, hợp chất có tác dụng giảm cholesterol. Khi cơ thể tiêu hóa phytosterol, một số cholesterol cũng sẽ bị phân hủy, nhờ đó hàm lượng cholesterol trong cơ thể sẽ giảm. Thứ ba là thơm. Thơm có vị ngọt và rất nhiều nước. Loại trái cây này không chỉ là món tráng miệng thơm ngon mà còn có tác dụng giảm cholesterol. Thơm rất giàu enzyme bromelain, hoạt động như một chất kháng viêm. Các nghiên cứu phát hiện bromelain có thể phá vỡ các mảng bám lắng đọng có hại của cholesterol trong thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Thứ tư là cà chua. Nước ép cà chua có tác dụng cải thiện chức năng tim mạch rất tốt. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng lycopene, một chất chống oxy hóa tạo ra sắc đỏ cam đặc trưng của cà chua. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Food and Chemical Toxicology phát hiện uống nước ép cà chua 4 lần một tuần liên tục trong 2 tháng có thể giúp giảm mức cholesterol xấu, theo Healthline. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ, để lại bình luận phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và Thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!